Ngày 20 tháng 4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết số ca mắc COVID-19 tại thành phố tiếp tục tăng, kéo theo đó là số ca nhập viện cũng gia tăng. Trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát trở lại do miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 có xu hướng giảm và sự xuất hiện của các biến thể phụ của Omicron, ngành y tế thành phố cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện cần có sự phối hợp tốt để triển khai hiệu quả chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Cụ thể, cập nhật danh sách và quản lý người thuộc nhóm nguy cơ, tổ chức tiêm chủng vaccine COVID-19, ra soát lập danh sách những người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vaccine COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều, vận động, thuyết phục người dân đến các điểm tiêm trên địa bàn. Tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 khi thực hiện việc cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà cho người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ, cần tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn về cách tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà, cấp phát thuốc điều trị COVID-19 theo quy định. Bên cạnh đó, tổ chức truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ biết cách tự theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt thông điệp 2K. Sáng ngày 20 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng án của bị cáo Phùng Anh Lê, 56 tuổi, cựu đại tá, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, liên quan vụ thả người trái phép xảy ra năm 2016. Vụ án có 4 bị cáo nhưng chỉ bị cáo Phùng Anh Lê kháng án. Các bị án Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc, Lê Đình Trung đều có đơn xin vắng mặt và cam kết giữ nguyên lời khai trong giai đoạn điều tra xét xử sơ thẩm. Trong những người liên quan được hội đồng xét xử triệu tập, các ông Mai Trọng Thắng, nguyên trưởng công an quận Tây Hồ và Phạm Quý Hải, nguyên phó trưởng công an quận Tây Hồ cũng xin xét xử vắng mặt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê có 5 luật sư nhưng hai người không đến tham gia tố tụng. Trước diễn biến trên, bị cáo Phùng Anh Lê đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập các cá nhân vắng mặt nêu trên. Bị cáo cũng mong muốn sự có mặt của đầy đủ luật sư bào chữa. Theo bị cáo Lê, ông Hải là người trực tiếp điều tra, ông Thắng là trưởng công an quận ở thời điểm đầu năm 2021. Do đó, bị cáo Lê mong được đối chất với họ tại phiên phúc thẩm này. Sau thời gian hội ý, phiên tòa tiếp tục làm việc như kế hoạch. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 14 tháng 8 năm 2022, bị cáo Phùng Anh Lê bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Tòa cấp sơ thẩm xác định, cựu trưởng công an quận Tây Hồ nhận 110 triệu đồng rồi chỉ đạo thả nghi phạm cướp tài sản. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê kháng cáo, cho rằng bản thân không phạm tội. Ngày 19 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải, 57 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau lần bị hoãn ngày 1 tháng 4. Theo hồ sơ vụ án, tháng 5 năm 2018, phiên tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Phạm Thanh Hải tù chung thân. Tuy nhiên, tòa cấp phúc thẩm sau đó tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng cấp sơ thẩm xác định có 508 bị hại và người liên quan với thiệt hại gần 600 tỷ đồng, cả gốc và lãi là chưa chính xác. Sau khi điều tra lại và ra cáo trạng mới nhất vào tháng 11 năm 2022, số bị hại tăng thêm 66 người, tổng số tiền bị cáo Hải chiếm đoạt lên tới 576 tỷ đồng. Để thu hút nhiều người góp vốn, Hải đưa ra các hợp đồng góp vốn với lãi suất 40-50% một năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Trong một năm, từ năm 2014 đến năm 2015, Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư. Sau nhiều tháng nằm giá đáy, có nơi chủ trại chỉ bán được 40-41.000 đồng một ký. Đến nay, giá heo hơi trên cả nước đã quay lại mốc 50.000 đồng đến trên 50.000 đồng một ký, nên người chăn nuôi rất phấn khởi. Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 20 tháng 4, giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước đều tăng thêm 1.000 đồng đến 3.000 đồng một ký và đang dao động trong khoảng 52.000 đồng đến 55.000 đồng một ký. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi có giá heo hơi tăng cao nhất là các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu. Giá ngày 20 tháng 4 là 55.000 đồng một ký, tăng 2.000 đồng đến 3.000 đồng một ký heo hơi. Tại miền Bắc và miền Trung, giá heo hơi bán tại các tỉnh Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi hôm nay cũng tăng lên mốc 55.000 đồng một ký. Theo các chuyên gia khí tượng, nắng nóng dị thường
lập hàng loạt kỷ lục đang bao trùm châu Á và xuất hiện tại một số nơi ở nước ta. Cơ quan khí tượng nhận định, đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 4. Từ ngày 24 tháng 4, nắng nóng dịu dần. Ở Nam Bộ vẫn đang tiếp tục nắng nóng, nhưng cường độ và nền nhiệt dịu hơn so với miền Trung. Còn ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, hôm nay ngày 20 tháng 4, tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Hôm nay Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng vẫn mát, nhưng dự báo từ ngày mai ngày 21 tháng 4, vùng nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực Đông Bắc Bộ và ngày 22 tháng 4 sẽ có nắng nóng diện rộng. Theo cơ quan y tế của lực lượng Houthi, kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen, ít nhất 85 người đã thiệt mạng và hơn 330 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối ngày 19 tháng 4 theo giờ địa phương tại một trung tâm cứu trợ ở khu vực Bab al-Yemen của Sana'a. Giới chức Houthi xác nhận thảm họa xảy ra khi người dân chen lấn để nhận hỗ trợ tiền mặt do các thương gia tại địa phương phân phát trong một sự kiện được tổ chức mà không có sự phối hợp với chính quyền Houthi. Hiện hai thương gia liên quan vụ việc này đã bị bắt. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc này.